Các quý vị thấy Phật Bồ Tát tuyên kinh giảng nghĩa để cho chúng sinh ở đời mạt pháp, thời sau chúng ta học và tu theo ở chỗ nào? Không phải là chúng ta cứ đọc kinh, đọc từ đầu đến cuối. Không phải chúng ta cái phương tiện bước đầu á, Phật Bồ Tát dùng phương tiện để cho chúng ta đọc kinh. Ví dụ chúng ta gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân, ban đầu á, để khuyên gì? Khuyên chúng ta đọc 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm đó. Cái đó chỉ là gì? Phương tiện của chư Phật và Bồ Tát. Các quý vị Phật tử nhớ nhé, cái đó là phương tiện của Phật Bồ Tát. Và cũng là đồng thời cũng là phương tiện của chúng tôi gì? Khuyên các quý vị đọc tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để sao? Để cầu một cái gì đó các quý vị đang mong muốn ở trong tâm. Ví dụ có rất nhiều Phật tử đến đây, rất nhiều các thiện nam tín nữ đến đây không phải là vì cầu vô thượng Bồ Đề, cầu thành Phật, mà các vị cầu gì? Nhiều lắm. Người thì cầu cho con gái 25, 30 tuổi rồi chưa có người yêu thì sớm có người yêu, sớm lấy được chồng, vân vân. Người thì cầu cho con trai 30, 40 tuổi rồi chưa có người yêu, chưa có vợ thì sớm lấy được vợ. Người thì con trai lấy vợ, con gái gả chồng rồi nhưng mà gì, mãi nó vẫn chưa sinh con. Nguy cơ hạnh phúc gia đình chuẩn bị tan rã đến nơi. Các quý vị đến đây để xin với thầy là gì? Để tụng kinh Địa Tạng, để cầu cho các cháu nó sớm sinh được con trai hoặc con gái cũng được. Các vị biết không? Cách đây hồi cuối năm 2016 có một vợ chồng, đôi vợ chồng của bác làm ở trên trung ương cũng rất là to, làm trưởng một cái ban thôi, nói vậy thôi chứ không nói thẳng ra, trưởng một cái ban trung ương rất là to, tuổi thì ngoài 50 cả rồi. Cái tuổi đấy rất là gì? Khó để sinh con nữa. Mà trên dưới 20 năm nay rồi sinh có một đứa con gái, mà con gái lớn đi học đại học rồi hay sao ấy. Mà bây giờ cuối năm ngoái lên mà bảo thầy ơi, chúng con nghe người ta bảo là ở trên này thầy có thể giúp được cái việc đó, và vợ chồng chúng con lên nhờ thầy giúp. Thế tôi bảo thầy thì không có thể giúp được việc đó, nhưng thầy bảo cho cách để có thể vợ chồng làm được cái việc đó. Đó là về gì? Vợ chồng về nhất tâm gì? Tụng kinh Địa Tạng, cúng dường lấy mấy trăm quyển kinh Địa Tạng, một vài pho tượng Bồ Tát Địa Tạng và Quan Âm để gieo duyên với các ngài, cũng là để cho mình tiêu nghiệp, để cho mình tăng phúc lên. Tùy theo điều kiện kinh tế có thì có thể cúng thêm một vài pho tượng, mà không có thì chỉ cần tụng kinh là được rồi, phóng sinh lên một chút. Thế là về hai vợ chồng nhất tâm. Thì trường hợp này á, vợ chồng bảo là bạch thầy á, nhà con đã đi làm đủ các nơi rồi, tức là đi để đi làm ống nghiệm, đi chữa bệnh, chữa mấy hơn chục năm nay, gần 20 năm nay rồi thì phải, mà tuổi thì ngoài 50 rồi, các vị biết rất khó, trên dưới 20 năm rồi không thể sinh lại đứa con thứ hai. Thế tự nhiên đến mà bảo như thế, tôi cũng không biết là có được hay không. Thôi cái này thì nhờ vào, trước hết là nhờ vào gì? Phúc ấm của gia đình tổ tiên của hai vợ chồng, của cả cái dòng họ. Thứ hai nữa là vợ chồng xem có thành tâm thực sự, có tín Phật thực sự, mà có hành theo Phật dạy được hay không. Nếu hành được thật sự là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, thì tôi thấy là vợ chồng cũng nhất tâm làm được cái việc đó. Chắc điều kiện kinh tế gia đình cũng có miếng ăn miếng để cũng khá khá, cho nên làm được cái việc đó, phóng sinh tu phúc, các pháp hội tụng kinh Địa Tạng, vợ nhất tâm lên, nghỉ cả công việc, xin nghỉ công việc để đi làm cái việc đó. Chồng thì cứ thứ bảy chủ nhật rồi được nghỉ lại, tranh thủ lên một tí, cũng có tâm. Và khi đủ 100 ngày tụng kinh Địa Tạng, tôi bảo vậy thì lên hỏi tôi bây giờ làm thế nào. Tôi bảo thôi bây giờ thì vợ chồng cứ lên trên chùa Tản Viên, đi lên đấy thì lễ Phật lễ tổ đi thật sớm, xong rồi lễ Phật lễ tổ xong thì bắt đầu ra giếng Quan Âm, lễ Đức Quan Âm, bắt đầu mang mấy cái can nước lên, mang mấy cái can không lên, lên đó lấy nước. Lấy nước xong đem lên trên điện Quan Âm, đặt lên trên cái pho tượng Quan Âm Thống Tử ở trên điện Quan Âm, tức là có pho tượng duy nhất chùa có một pho tượng Quan Âm bế đứa trẻ con. Thế bế đứa trẻ con lên đấy rồi quỳ xuống mà cầu xin, xong về uống cái nước đó.
Hôm nọ, cách đây khoảng độ tầm nửa tháng, ông chồng ông lên, lên nhìn thấy tôi cứ cười cười, nhưng mà tôi đang tiếp khách cho nên không vào. Hôm đấy là có chùa có việc đông người. Thế xong rồi thì chờ tôi tiếp khách được và chuẩn bị cũng lên khóa lễ giảng mà. Cố chờ mà được chạy ra níu tay lại bảo thầy ơi con báo thầy một tin vui. Đó là vợ con gì? Có em bé được 4 tháng nay rồi. Vui lắm. Hơn 50 tuổi. Đi sang cả nước ngoài để chữa, để thậm chí là thụ tinh nhân tạo các thứ vân vân gì đó. Cái đấy khoa học cái gì đó tôi cũng không nhớ. Nhưng mà có nghĩa là vợ kể là làm cả những việc đó rồi không được. Các vị thấy không? Chỉ có tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc bố thí cũng dàng làm việc thiện. Thế hôm tôi cũng không hỏi là con trai hay con gái, nhưng mà thôi con trai hay con gái, Phật Bồ Tát thương cho mình cái gì, con gì thì cũng vẫn là con. Con gái mà để sau này nó lớn lên, nó học hành giỏi giang, hiếu thảo, báo hiếu bố mẹ thì cũng chẳng có khác gì con trai. Con trai mà học hành giỏi, báo hiếu bố mẹ thì cũng rất là tốt. Cho nên con trai con gái, đây thầy phải nói trước cho các vị, nếu có gì có cầu nguyện, cầu xin cái gì con trai con gái, mình cầu con trai mà đem bỏ con gái, mà bảo đi siêu âm, mà bảo con gái mà đem bỏ đi á là nguy đấy, lần sau không có cầu được cái gì nữa đâu. Đó, cái phúc của mình đó. Cứ tin tưởng, giống như Phật tử ở dưới Hoàng Mai ấy, đi khám 2-3 lần bác sĩ đều bảo con gái. Ông chồng ông về ông chán à, sinh 2-3 đứa con gái rồi, ông chồng ông chán rồi, ông chỉ muốn một đứa con trai. Vợ chồng với cả gia đình lên để tụng kinh Địa Tạng để cầu xin đứa con trai, nhưng về 2-3-4 tháng 5 tháng sau đi khám 2-3 lần rồi, khi mà đến tháng thứ 5 rồi sao, bác sĩ bảo 100% là con trai, à con gái. Thế là gì, cậu ta chán, thôi cha thèm để ý gì nữa. Nhưng vợ và mẹ thì vẫn có một cái niềm tin, một cái niềm tin tuyệt đối vào gì, vào Tam Bảo và Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, mẹ thì cứ nhất tâm tụng kinh cho đến khi sinh, và vợ cũng không thèm đi siêu âm nữa, thôi kệ nó, bác sĩ bảo đến 2-3 lần đều bảo con gái rồi, thôi không siêu âm nữa, đến ngày đi sinh. Các vị biết không, đến ngày đi sinh từ trong bụng mẹ nó thì lại chui ra một đứa con trai chứ không phải đứa con gái. Thế mới hay. Một cái hay, có thể là gì, bác sĩ họ nhầm, mà may mắn là gì, cả hai vợ chồng đó nếu mà bảo là gì, nghe bác sĩ bảo là con gái một cái mà đem đi phá thai đi bỏ đi, có nghĩa là gì, mất không. Nhưng mà may mắn thì ông chồng thì chán nhưng mà không khuyên vợ bỏ, nhưng mà gì, thôi bỏ mặc. Vợ thì gì, cũng nói chung là cũng chán, cũng mất niềm tin, nhưng mà thôi thì 5-6 tháng rồi thì không thể bỏ được nữa thì thôi. Bỏ thì vẫn bỏ được nhưng mà thôi thì cứ để đấy. Riêng mẹ chồng thì cứ nhất tâm để tin, để cứ tụng đọc. Cho nên qua ở đây thì sau này học kinh Phổ Môn chúng ta mới thấy là ở trong kinh phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, chúng ta thấy người mà nhất tâm ấy thì có thể gì, chuyển từ thân nữ thành thân nam, đời đời kiếp kiếp gì. Trong kinh Địa Tạng này nói rồi, nếu người thọ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng này mà đời sau kiếp sau không muốn làm thân nữ nữa thì mãi mãi sẽ không phải làm thân nữ nữa, sinh ra ở đời nào kiếp nào đều làm thân gì, thân nam tử, đại trượng phu tướng. Đấy, cho nên chúng ta phải giữ chọn được một cái niềm tin chân chính thì có thể Phật Pháp, có thể cầu nguyện cái bước đầu học Phật, chúng ta cầu nguyện cái việc gì có thể Phật Bồ Tát gì cũng gia trì cho chúng ta được như ý, được toại nguyện. Đó. Rất nhiều Phật tử, tôi nói là rất nhiều Phật tử, trong 2 năm qua từ khi chúng ta học giảng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, có rất nhiều Phật tử được gì, sở cầu như ý, tức là họ cầu nguyện đó, được như tâm nguyện của họ, như ý nguyện của họ. Nhưng có gì, cũng có một số các Phật tử, một số thôi, những người đến nói với chúng tôi lại là bạch thầy, con tụng đủ 21 ngày rồi mà chẳng thấy gì, chẳng thấy khỏi bệnh. Mới sáng nay có một Phật tử đến nói là bạch thầy con đau chân,
Thầy bảo con tụng 21 ngày, con về tụng 21 ngày rồi mà chân con vẫn đau. Thế tôi bảo về cứ thế thì cứ đọc tụng nước đi, thêm lên nữa, thầy thuốc để cùng chữa. Cái nghiệp của mình mà nặng, nghiệp của mình sâu dày á, đời trước, đời này kiếp này á, mình tạo nhiều nghiệp xấu ác, được thân người đấy gì là quý lắm rồi. Nhưng mà chúng ta có bệnh tật một chút, không được khỏe mạnh như những người bình thường khác, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái nghiệp nhân, do chúng ta sát sinh hại vật ở kiếp trước quá nhiều, ăn thịt chúng sinh quá lắm, cho nên đời này kiếp này tôi sinh ra được làm người đầy đủ các căn, nhưng mà gì, ốm đau bệnh tật, cuộc sống gì thiếu sự an vui và hạnh phúc trong một gia đình, thì chúng ta phải biết rằng là do phước báo chúng ta quá gì, quá ít. Mà phúc báo quá ít đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải tu cho thật nhiều. Mà cách tu là sao? 21 ngày so với gì, cả cái biển, cái núi tội mà chúng ta đã gieo tạo từ vô lượng kiếp trước, tụng kinh 21 ngày làm sao mà đã tiêu ngay được. Mà khi tụng kinh chắc gì tâm của chúng ta đã được thanh tịnh, chắc gì chúng ta đã gì, đã được nhiếp tâm hoàn toàn như là lời Phật dạy ở trong kinh. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta nhiếp tâm được như Đức Phật dạy trong kinh thì không chỉ 21 ngày, không cần đến 21 ngày mà chỉ có khi 7 ngày, thậm chí là 3 ngày thôi nó đã tiêu nghiệp rồi. Có những Phật tử tụng kinh 3 ngày đã gì? Đã tiêu nghiệp và đã được sở cầu như ý rồi. Có những Phật tử gì? Vừa có 1 ngày thôi mà đã được như ý rồi. Gọi điện cho chúng tôi bảo Phật pháp nhiệm màu quá, mới tụng xong một cái, một ngày một cái là hôm sau một cái là có kết quả ngay. Tại sao họ làm được điều đó? Cái thứ nhất, phúc họ là gì? Gọi là tội ít. Tội của họ ít thôi, nghiệp của họ có vừa phải thôi. Cái phúc báo ở dư lại ở đời trước của họ gì? Còn khá nhiều. Nhưng bây giờ chẳng may là họ đang trả vào cái nhân xấu, họ đang thọ cái quả báo xấu ở một cái giai đoạn đời trước kiếp trước hoặc đời này kiếp này, họ gieo cái nhân xấu đó, bây giờ nó đang thọ một cái giai đoạn. Nhưng mà họ chỉ cần vượt qua cái đoạn đó thì nó tốt. Cho nên là cái trợ duyên, một biến kinh thôi họ đã được như ý. Có những trường hợp điên khùng khùng chạy lang thang ngoài đường đến chúng tôi thì tụng cho biến kinh, hồi hướng cho cái, thế là xong. Khỏi ngay tại chỗ luôn, không cần phải về nhà mới khỏi. Đó là sao? Cái nghiệp của họ nó mỏng, chứ còn chúng ta nghiệp chúng ta dày. Giống như cái bóng đèn á, các quý vị ngày xưa thắp đèn bằng cái đèn dầu á, thì chúng ta mới, tôi lấy cái ví dụ như thế, nhưng nói đến đèn dầu thì các Phật tử lớn tuổi chắc chúng ta đều biết đúng không? Cái đèn dầu mà chúng ta mà nhiều cái ám muội ở bên trong á, cái muội đèn, chúng ta biết cái muội đèn nó thế nào, màu gì nhỉ? Màu trắng hay là màu đỏ? Màu gì? Màu đen. Ám muội nhiều thì chúng ta chỉ cần chúng ta lau một lần nó có hết không các quý vị? Không, mà chúng ta phải dùng cái rẻ thấp ướt ướt vào, chúng ta phải lau đến vài lần nó mới gì, mới hết. Nhưng còn cái người mà ám muội gì, nó chỉ có một chút thôi thì chỉ cần quệt lau qua một vòng thôi, bóng đèn lại gì, sáng, cho vào ánh sáng lại tỏa ra như thường. Đó. Trường hợp như vậy, tương tự ví dụ cho người gì mới tụng có một gì, chỉ cần tụng có một ngày, 7 ngày hoặc 21 ngày là xong. Còn cái chúng ta, cái ám muội gì, cái bóng đèn chúng ta gì, lâu ngày chúng ta không lau chùi trên ám muội nó nhiều thì chúng ta phải thậm chí còn mang ra cho vào chậu nước để rửa xong rồi lấy khăn khô để lau cho nó khô đã, không cho vào gì ướt nước, cái nước nó còn đang ướt, cho vào gì nó nóng lên, đang lạnh gặp nóng đột xuất cái thủy tinh nó gì nổ tách một cái là vỡ gì, vỡ bóng đèn. Tương tự như vậy, chúng ta về gì lên nghe thầy bảo tụng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, chúng ta học 100 ngày, chúng ta tụng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày mà chưa thấy gì tiêu nghiệp. Chúng ta đi xem đến các gì, đến các tôn giáo khác hoặc đến gì xem các bà đồng bóng, nó bảo ôi không được đâu, tụng kinh đấy không được đâu, phải làm một cái lễ đi, rồi gì trình đồng mở khổ đi, vân vân một cái. Và chúng ta theo họ tương tự như là chiếc bóng đèn lau nhưng chưa để khô, ướt vội vàng cho vào vỡ toang đi, xong. Hiểu không? Lấy ví dụ như vậy các Phật tử chúng ta hiểu không? Hiểu không thì mới hoan hô, còn không hiểu đừng có hoan hô làm gì. Không hiểu mà hoan hô là hoan hô bừa.
phải hiểu đã, đó, phải thủng đã. À, như như ngày xưa tôi đi học đó, hòa thượng pháp chủ đức pháp chủ đó, ngài giảng xong một đoạn ngài hỏi là các thầy có thủng chưa. Thủng là cái thủng tức là gì, mình đã xuyên qua cái lớp gì, cái lớp cái màng vô minh chưa. Nghe, tai nghe, bụng nghĩ, mắt nhìn, xuyên thủng qua cái màng vô minh chưa. Thủng rồi thì mới chuyển qua bài khác. Ngày xưa hòa thượng giảng á, bài nào giảng xong một buổi hòa thượng hỏi các thầy đã hiểu chưa, đã thủng chưa, đã khoan thủng cái gì, cái màn vô minh chưa, xé toang cái màn vô minh ra chưa, hay là còn để nó che mắt mình đó. Cho nên là ở đây chúng ta học cái đoạn kinh này, chúng ta phải hiểu được, lấy thấy cái hành động của gì chư Phật Bồ Tát các ngài biểu diễn cho chúng ta xem, và chúng ta gì, chúng ta ngày nay học Phật cũng phải nương vào con đường mà các ngài đã đi, chúng ta gì, chúng ta tu tập theo các ngài. Chúng ta đừng có vội mong muốn là mình cầu cái gì phải được ngay, được luôn là cái tốt, không được luôn cũng để cái gì thử xem cái lòng nhẫn nại của mình ra sao, cái đức tin của mình vào gì, vào Tam Bảo như thế nào. Các quý vị biết chúng tôi đây cũng có lúc gì Phật Bồ Tát các ngài còn thử, các vị biết các ngài thử tôi thế nào, thử rất nhiều. Chúng tôi cũng gì, các ngài cũng thử. Có những lúc gì ngài dùng tài dùng sắc để thử, có những lúc ngài dùng gì, dùng bệnh tật để thử, có những lúc ngài dùng gì, dùng những lời khen tiếng chê để thử. Thử đấy. Các vị biết là bình thường ra tôi khuyên các vị để tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp chướng, để thân thể được khỏe mạnh. Nhưng có những lúc tôi gì, tôi cũng nằm ốm mà, tôi rên khừ khừ ra mà. Nhưng mà khi tôi nằm ốm á, tôi không rên khừ khừ là ôi giời ơi sao tôi lại khổ thế này. Cả đời tôi tu tập, tôi làm xây chùa tô tượng đúc chuông giáo hóa Phật tử, mà sao tôi lại khổ thế này. Có nghe tôi nói thế bao giờ không? Không. Chắc chắn không ai nghe thấy tôi nói như thế. Mỗi khi bệnh khổ, tôi lại càng nhớ tới cái gì? Nhớ tới kinh Phật dạy về sinh lão bệnh tử. Nhớ tới lời Phật dạy là gì? Là vô thường đến với bất cứ ai chỉ trong một gì? Một sát na, chỉ trong một hơi thở thôi. Cho nên cái khi mà tôi ốm đau, cái khi tôi bệnh hoạn là cái lúc tôi tu gì? Tốt nhất. Vì lúc đó tôi nhớ niệm vô thường, nhớ đến khổ không vô ngã, nhớ đến Phật dạy, phải gì? Phải niệm Phật để an trú tâm ở trong trong tâm, an trú tâm trong tâm nhé. Chứ lúc đó đừng an trú tâm trên thân bệnh. Thân nó bệnh kệ xác nó. Giống như chiếc áo chúng ta mặc lâu ngày rồi, nó rách tả tơi rồi, nó bẩn rồi, nó dính dầu, dính mỡ, dính luyên, dính bụi đường rồi, mà nó rách tả tơi rồi. Bây giờ chúng ta gì? Muốn thay chiếc áo thì chúng ta có thể cứ thế khoác một chiếc áo mới vào được không các quý vị? Có khoác chiếc áo mới ra ngoài được không? Không, mà chúng ta phải vào phòng tắm hay vào nhà, đóng cửa lại, cởi phăng cái áo đó đi, vứt nó đi và tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo mới. Đi ra phố, dạo phố hay đi ăn cỗ người ta mới gì? Mới vui. Cho nên Đức Phật nói là gì? Có sinh, có già, có bệnh và có gì? Có chết. Chúng ta đừng có sợ chết. Chúng ta sợ chết mà chúng ta qua khỏi được cái chết á, thì các quý vị ạ, thì trên đời này tôi nghĩ là chả có ai sợ chết, chả có ai không sợ chết đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, chúng ta có sợ thì nó vẫn cứ chết. Nếu chúng ta sợ mà nó không chết á, thì không có ai sợ. À, không có ai không sợ, tức là ai cũng sợ để cho nó đừng có chết. Nhưng mà xin lỗi các quý vị, sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Nhưng điều quan trọng của đạo Phật á, sau khi chết chúng ta đi về đâu? Cái sau khi chết chúng ta đi về đâu là một điều quan trọng nhất đối với người Phật tử học đạo của chúng ta, cũng như đối với tất cả chúng sinh ở trong khắp trong tam đồ lục đạo này. Chết đi về đâu? Các quý vị, chết không phải là hết nhé. Các vị học Phật lâu rồi thì có thể tin nhân quả, nói chết không phải là hết thì các vị tin.
Nhưng ở trong này có nhiều vị có thể đến chùa lần đầu, được nghe giảng lần đầu, nghĩ là chết là hết. Không đâu các quý vị, chết không phải là hết. Phật Bồ Tát khẳng định cho chúng ta chết không phải là hết. Và tôi là người học Phật, cũng đã từng trải nghiệm nhiều đời nhiều kiếp rồi, và đời này kiếp này cũng đã từng chết rồi, chết đi sống lại rồi. Tôi đã chết rồi, chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi, và sống lại đây, ngồi lại đây với các quý vị. Thần thức đã được gì? Du lãm cảnh giới địa ngục khổ đau, cõi trời an vui rồi. Nay ngồi đây với các quý vị, tức là kinh nghiệm của gì? Nói về chết, tôi đã từng chết ngay trong đời này kiếp này, chứ đừng nói là đời trước kiếp trước nữa. Cho nên tôi nói với các quý vị, chắc chắn là gì? Chết không phải là hết. Chết chỉ là thay đổi cái tấm thân này để gì? Thọ nhận một cái tấm thân khác. Giống như chúng ta gì? Cởi bỏ cái áo rách đi để thay vào chiếc áo khác mà thôi các quý vị. Thần thức chúng ta vẫn còn đó, tùy theo nghiệp mà đi đầu thai ở kiếp sau. Phúc báo của chúng ta, cái áo của chúng ta, áo rách rồi, nếu chúng ta lười lao động, không chịu lao động thì chúng ta có tiền để mua một chiếc áo mới đẹp không các quý vị? Có không? Chắc chắn không. Mà chúng ta thì có khi lại còn chả có chiếc áo rách để mặc nữa. Tức là có áo rách rồi thì mà lười lao động, không chịu làm ăn thì còn gì? Còn không có áo rách để mặc nữa. Tức là gì? Phúc báo ở đời này chúng ta được thân người, không biết tu tập thì đời sau còn không được thân người nữa, tức là vào thân gì ạ? Súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Mất thân người còn đi sâu xuống hơn ba cảnh giới bên dưới nữa, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, khổ đau vô cùng. Chúng ta thấy súc sinh tức là gì? Những con chim muông, thú chim muông đó, thú dữ đó. Trên trời thì là gì? Chim. Rừng thì là muông thú, cầy cáo, rắn rết. Còn dưới sông thì là gì? Cua cá, tôm cua cá ốc, những loài sống dưới nước. Chúng ta thấy có người ở trên đời này á, khi mà họ khổ quá trên cuộc sống, trong cuộc đời họ khổ quá, họ nói là gì? Họ muốn sau khi chết đi để hóa làm con chim bay trên trời cho nó tự do. Xin thưa các quý vị nhìn kỹ một tí đi, con chim bay trên trời có tự do không? Các Phật tử, tự do không? Nếu làm con chim gì? Làm con chim sẻ thì có rất nhiều con chim con, con chim sẻ nó đang rình rập để nó gì? Nó bắt con chim sẻ. Ngoài những con chim rồi con thú, con mèo gì, con rắn thì nó bắt con chim sẻ ra, còn có một con gì? Một con gì mà nó gì giờ nó bắt con chim sẻ nhiều nhất? Con gì nhỉ? Con người. À, con người các quý vị. Tội ác của con người. Sáng nay mới có Phật tử đến nói với tôi rằng á, mới có một trường hợp một bệnh nhân cầu cứu hy hữu. Đó là gì? Ở bên quê có một cậu con trai chuyên đi bắt chim, bẫy chim sẻ. Thì vừa qua đi bẫy chim sẻ thì bẫy thế nào, cái lúc mà nhổ cái bẫy chim sẻ thì người ta đóng mấy cái cọc xuống, làm cái lưới, đóng mấy cọc xuống, và người ta gì, làm một cái mấy cái lá, người ta che vào người, giấu vào đó, cho tí thóc tí gạo vào đó, chim sẻ nó tưởng có mồi ngon để bay xuống ăn, và người ta giật. À, thế là cái bẫy chim sẻ như thế. Thế cậu ta thì nhổ cái lên, thì nhổ thế nào nó bắn cái gì, cái que vào mắt, thì bây giờ bị sưng mắt. Đi khám, đi mổ thì cứ chuẩn bị vào mổ thì huyết áp nó lại tăng lên, không thể mổ được. Vì sao? Cái chuẩn bị vào mổ thì huyết áp nó lại tăng lên, còn bình thường huyết áp thì không sao. Cái chuẩn bị lên bàn mổ thì huyết áp lại lên, không mổ được. Oan gia trái chủ đấy các quý vị. Chắc chắn là đánh vào những cái chim phóng sinh rồi. Mà chim phóng sinh rồi tức là chim đã được quy gì? Đã quy tam bảo rồi. Nó đã quy tam bảo tức là nó đã là một Phật tử rồi. Mà bây giờ đi giết một Phật tử nó khác với giết một người bình thường các quý vị. Những người đã biết quy tam bảo tức là họ đã học Phật, ít nhiều đã gì? Học Phật được một chút rồi. Tức là cái nhân của những con chim đó ở đời sau nó là gì? Sẽ là người, là trời, là thần, là quỷ, vân vân. Này chúng ta đi giết nó. Không chỉ chim mà cá phóng sinh cũng vậy. Tất cả những con vật phóng sinh mà chúng ta giết vào nó đều có vấn đề. Con vật bình thường khác đã có vấn đề rồi, nhưng con vật đã phóng sinh rồi thì còn có vấn đề gì? Có vấn đề cực lớn hơn nữa. Đó. Cho nên
sáng lên hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi bây giờ, cái bây giờ tốt nhất là gì? Giết chim sẻ nhiều thì bây giờ về phải phóng sinh chim sẻ gì? Nhiều vào. Thậm chí gì? Phải bán của cải ở trong nhà đi mà gì? Mà phóng sinh. Có chiếc xe máy đem bán chiếc xe máy đi để mà gì? Mà phóng sinh. Để chuộc cái tội của mình. Thì khi đó mới có thể chữa bệnh được. Chứ còn bây giờ bỏ lên đây cúng một pho tượng, làm một lá sớ mà khỏi được thì xin thưa các quý vị, như vậy thì chẳng khác gì đi hối lộ Phật cả. Thế Phật Bồ Tát thì cũng nhận hối lộ để đi bênh cái cậu này hay sao? Không. Cúng dường pho tượng, ấn tống kinh sách là cái gieo duyên lành, tạo phúc đức cho mình đời này và đời sau. Những cái nhân quan trọng nhất là phải gì? Chư ác mạc tác. Tức là gì? Phải dừng tất cả các việc ác lại. Mà cái việc dừng các việc ác lại vẫn chưa đủ. Phật dạy chúng ta phải gì? Chúng thiện phụng hành. Tức là phải vâng làm các việc thiện thêm nữa, bồi vào đó, khỏa lấp vào những các chỗ ác của chúng ta. Giống như tôi nói với các quý vị, mấy năm trước, năm 10 năm trước ở khu chúng ta, hoặc hơn nữa, chúng ta chưa có nước máy. Chúng ta thì đào một cái giếng để lấy nước ăn. Và bây giờ chúng ta có nước máy đến tận nhà rồi. Chúng ta gì? Hai ba đứa con trai nó lớn lên rồi thì chúng ta gì? Muốn chia cho mỗi đứa một tí đất thì chúng ta cần lấp cái giếng đó để làm nhà. Thì chúng ta bây giờ phải làm gì nhỉ? Trước kia đem đào đất hoặc đào ao đem vứt đổ ra ngoài. Bây giờ chúng ta muốn làm cái nhà lên đó thì chúng ta phải làm cái gì các quý vị? Phải lấp cái giếng hoặc lấp cái ao đó để lấy cái mặt bằng mới xây được đứa nhà, ngôi nhà cho đứa con thứ hai hoặc thứ ba, đúng không? Đấy. Trước đây chúng ta đào đất đem bỏ đi vì một cái việc chúng ta cần, đó là đào ao để thả cá hoặc đào giếng để lấy nước. Nhưng bây giờ gì? Có nước máy rồi. Thả cá không gì? Không kinh tế. Mà điều quan trọng chúng ta cần làm một hai cái nhà nữa cho những đứa con tiếp theo. Chúng ta phải lấy đất, mua đất, lấy đất khác để lấp vào chỗ đó. Tương tự như vậy, đời trước kiếp trước chúng ta gì? Tạo những nhân lành xấu ác. Đời này chúng ta phải lấp vào đó những gì? Những cái nhân thiện, những cái hạt giống thiện vào đó cho nó đầy cái hố ác mà chúng ta đào ở trước đây đi thì mới được. Cho nên sáng nay tôi bảo cái Phật tử đó về bảo nó phải gì? Phải phóng sinh thật nhiều vào. Cúng dường một pho tượng chưa đủ, phóng sinh thật nhiều vào, về và đọc kinh sám hối. Đặc biệt là phải sám hối. Sám hối các Bồ Tát chim sẻ đó cho thì thôi để cho này. Mà cũng phải như thế các vị. Phải như thế thì chúng sinh nó mới thấy là nghiệp báo. Rõ ràng nhân quả Phật nói không gì, không sai. Gieo nhân nào gặp quả đó. Không có đến sau này á, già rồi nghiệp thức mang mang đến rồi chết rồi đi xuống dưới nó mới gì, nó mới đến nó hỏi nợ, nó vác đơn đến nó kiện trước thập điện Diêm Vương nó hỏi nợ thì lúc đó vô phương cứu chữa. Người nhà cứ tưởng là chết rồi là hết cho nên bỏ mặc. Thần thức của họ trôi lăn ở trong ba đường ác đạo, đấy mới là khổ. Còn bây giờ mới mù cái mắt thôi, đau cái mắt thôi, khổ đấy, nhưng mà gì, chưa ăn thua gì, vẫn còn thời gian để cho họ ăn năn, họ sám hối, họ thay đổi nghề nghiệp. Các quý vị, chứ đừng có nói rằng chứ tôi không làm cái nghề đó, tôi lấy gì sống để nuôi vợ nuôi con. Các quý vị thấy, ở thế gian này có hàng hà sa số những người họ không làm cái nghề đấy, tại sao vẫn có gì, vẫn sống, vẫn nuôi vợ nuôi con được? Có rất nhiều nghề để cho mình gì, để cho mình lựa chọn. Mình là người học Phật, người biết đến Phật rồi thì tránh cái nghề xấu ác đi. Phật dạy chúng ta gì? Gọi là chính nghiệp đó. Làm những cái nghề nghiệp chân chính để mà sống. Có thể gì nó không giàu một cách đột xuất, không dễ kiếm tiền. Nhưng mà điều quan trọng nhất nó khiến cho gia đình chúng ta được hạnh phúc vững bền. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật đừng có vội vàng. Đừng có vội vàng và đừng có thoái tâm. Các vị biết có những Phật tử theo từ đầu mùa giảng kinh Địa Tạng từ năm 2015,
Đến vừa rồi là gì? Gần tròn 2 năm. Gần tròn 2 năm tụng kinh Địa Tạng. Mà có những lúc, hôm rồi Phật tử nói rằng có những lúc con tưởng chừng như là con thoái tâm, con không thể tin vào Phật được nữa. Có những lúc á, gia đình nhà con nó rối như tơ vò. Thậm chí ông chồng ông gì, ông còn chửi còn mắng con là gì, mày đọc kinh như thế, lúc đó không bà không em nữa cả, mà gọi là mày đọc kinh như thế mà có thấy gì cái gia đình này có tốt đẹp hơn lên tí nào đâu. Mày đọc kinh như thế mà gì, mà con của mày vẫn hư. Như vậy là gì, mà mày vẫn cứ đọc, mày vẫn cứ tụng. Và bà cụ ấy, Phật tử đấy, nghĩ là gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quả thật gần 2 năm trời. Thầy bảo là tụng gì 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, thành 1 năm. Nay mình tụng gì đến xít soát 2 năm rồi. Còn có tháng hơn tháng nữa là đầy 2 năm. Hôm nọ Phật tử đến nói với tôi như thế. Nhưng mà có những lúc giai đoạn, có những giai đoạn gia đình gì đến cái chỗ gì khủng hoảng tột độ. Đó là thằng con nó đang đi làm công chức nhà nước mà gì, nó đòi bỏ việc. Cũng chỉ vì gì? Rượu chè. Chỉ vì rượu chè thôi. Rồi đề đóm thôi. Lô đề, bóng đá, cá độ bóng đá, lô đề. Rồi rượu chè, cờ bạc, đủ các thứ. Bà bảo tụng kinh để gì? Để cho thằng con xem nó có ăn năn sám hối gì không. Xem nó có do đất cát, nhà cửa nó có bỏ qua không. Nhưng mà gì? Càng ngày càng thấy nó tệ. Cái lúc cao điểm nhất đó là tháng riêng, tháng 2. Nghỉ Tết xong một chút là gì? Nó nghỉ nó đi chơi, cái dịp Tết nó, dịp Tết thì nó có tiền mà. Nó có chút tiền nó đi đánh bạc. Và nó thắng được tí bạc. Và nó nghĩ là gì? Nó thắng bạc cho nên là nó gì? Nó nghĩ là ngon, kiếm tiền ngon cho nên nó bỏ việc, nó không đi làm. Không đi làm nó cũng không báo với gì? Với cơ quan. Và cơ quan gọi nó lên để gì? Để đuổi việc. Cái hôm mà cơ quan gọi lên để đuổi việc á, nó về nó chán, nó uống rượu, nó say, nó đập phá và nó gì? Nó phá bính trong gia đình. Lúc đó thì thấy con phá bính gì, chồng cũng tiếp tục phá bính, hai bố con đều phá bính. Bà vợ thật, người làm mẹ, người làm vợ thực sự phải gánh một cái áp lực từ chồng và con. Và tất cả đến khi đó, chồng thì đổ gì, tại mày tụng kinh Địa Tạng, rước ma về nhà tao, cho nên mới làm khổ con tao như thế. Con thì bảo là gì, bà mà tụng kinh á, mà khiến cho tôi á không bị đuổi việc á, khiến cho tôi á có tiền á thì tôi mới tin. Thế chứ lại hai bố con nó lao vào nó tấn công. Bà vợ bảo là gì, quả thật là đến cái giây phút đó bà ấy nghĩ đi nghĩ lại là hay là kinh Phật không có linh thiêng thật như gì như thầy nói, cho nên là gì, nản. Bà nản gì, 3 ngày không thèm cầm quyển kinh nữa. 3 ngày không cầm quyển kinh. Không cầm quyển kinh thì có đọc tụng nữa không các quý vị? Không. Gần 2 năm trời. Nhưng mà khi gia đình như thế, cho nên khủng hoảng đến lúc tột độ như thế, cho nên thì 3 ngày không thèm cầm quyển kinh, cũng chẳng thèm nhìn quyển kinh nữa. Ý là muốn bỏ. Bắt đầu lén sang đi xem. Lén đi xem, tức là đi xem. Đi xem á, thì họ bảo là gia đình là gì, động mồ, động mả, đất cát, nhà cửa là gì, có vấn đề. Cho nên phải làm một cái lễ đi mới gì, mới khỏi. Thì cũng nghe xuôi xuôi bà làm cái lễ. Thì hỏi bao nhiêu bài phán cho 30 triệu. Về không dám nói với ông. Thế là bắt đầu là đi xuống chùa hỏi tôi. Tôi bảo ừ thì có tiền thì cứ về mà làm. Sao đâu. Tới 2 năm, gần 2 năm tụng kinh Phật mà không được thì thôi, muốn bỏ thì tùy. Còn thì tôi chỉ biết khuyên gì, học Phật thì tôi chỉ biết khuyên gì các vị làm theo Phật dạy thôi. Còn được hay không, còn cái nghiệp của mình nặng hay nhẹ, cái tâm của mình đã thành kính đến tột độ hay chưa, tôi chỉ nói thế thôi. Còn nếu cảm thấy có tiền thì về bỏ 30 triệu ra mà đi lễ, giải đất, giải cát rồi... gọi là gì, gọi là trả nợ tàu quan theo bên đồng bóng, bảo đi trả nợ tàu quan,
trả cái nợ tào quan cho chồng cho con thì sẽ khỏi. Thế bà bảo nhà con bây giờ chả có tiền, thế mà không có tiền thì bán nhà đi, bán nhà đi. Thế bà bây giờ ông nhà con làm sao cho bán nhà? Thế bà thế thì thôi, thế thì về là tụng kinh tiếp đi, phát nguyện thật mạnh vào, tụng kinh làm sao tấm lòng mình tha thiết vào, làm sao khi tụng kinh nhá mà gì nghĩ đến cái khổ thế gian, tâm chú ý vào kinh mà gì nước mắt rơi lã chã vào trong kinh nhá thì mới gì mới tốt. Bà về bà phát nguyện 7 ngày ăn chay trường, ngày tụng không chỉ ba thời đâu các quý vị, ngày tụng 3 bộ kinh, sáng hết một bộ quyển thượng quyển trung quyển hạ, chiều một bộ quyển trung thượng quyển trung quyển hạ, tối hết một bộ quyển thượng quyển trung quyển hạ. 7 ngày tụng gì, mỗi ngày tụng 3 bộ, 7 ngày tức là hết 21 bộ kinh Địa Tạng này, hết đúng ngày thứ 7. Thằng con lên cơ quan, cơ quan người ta bảo viết bản kiểm điểm, đây là lần cuối cùng cơ quan gì tạo điều kiện cho gì cho cậu, và viết bản kiểm điểm thì sẽ không đuổi việc. Và cậu ta gì về thì hỏi mẹ, mẹ bảo con viết bản kiểm điểm đi. Mẹ nó hỏi tôi bảo cháu nó viết bản kiểm điểm đi, mình sai thì mình phải gì, phải nhận sai để mà sửa, viết bản kiểm điểm để mà sửa, mà hứa là gì từ giờ đừng có cờ bạc rượu chè cá độ bóng đá nữa, mà phải lo làm việc cho tốt. Tháng mình ăn lương gì, ăn lương của cơ quan, ăn lương của cơ quan tức là lương của tiền thuế của dân đóng góp, mà mình không chịu làm như thế là không được. Thế là nó nghe mẹ nó viết bản kiểm điểm, và kết quả cách đây mấy ngày mẹ nó xuống, mẹ nó thông báo một cái tin vui là cháu nó đi làm bình thường rồi, mà từ hôm nọ về đến nay là nó không uống rượu nữa, và nó cũng nói là gì từ giờ trở đi con hứa với mẹ, hứa danh dự với mẹ là con gì không cờ bạc, không rượu chè, không để đóm nữa. Nó bảo rượu thì lúc nào vui thì con uống với bạn bè một vài chén, chứ con không uống say xỉn như trước đây nữa, và điều đặc biệt là gì con bỏ đề đóm, bỏ lô đề, bỏ cờ bạc. Cái đấy là một cái quan trọng nhất, nhưng không biết nó được kéo dài được bao lâu, nhưng tôi không biết. Nhưng mà cái trước mắt thì khi nhất tâm chú trọng vào một cái giai đoạn nhất định 7 ngày, bà làm được cái việc kỳ diệu đó. May thấy con làm được điều đó, con gì làm được cái điều đó một cái thì tin mẹ và tin Phật một chút rồi. Ông chồng thấy gì con trai của mình làm được việc đó thì cũng không mắng vợ mình là con này con nọ, mày rước ma rước quỷ về nhà tao nữa. Như vậy gia đình tạm thời an vui hạnh phúc đến khoảng tháng nay rồi. Tôi mong rằng an vui hạnh phúc đến cho giờ hơi thở cuối cùng của bà cụ này. Nói là bà cụ nhưng mà với khoảng độ tầm 50 trên dưới 50 chút thôi. Thôi đối với tôi thế là bà cụ rồi. Nhìn cũng khắc khổ vất vả, nông thôn mà. Đó. Đấy cho nên chúng ta thấy rằng cái đức khiêm cung và cái lòng thành kính rất quan trọng với chúng ta. Khiêm nhường và cung kính quan trọng lắm. Đừng có học Phật được một thời gian rồi bắt đầu chúng ta nghĩ là chúng ta gì biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia, rồi sinh tâm gì, sinh cái tâm kiêu căng ngã mạn. Sai rồi. Ma ở chỗ nào? Ma ở chỗ đấy đấy. Người ta niệm Phật người ta gì? Người ta thành Phật. Còn mình niệm Phật thì lại thành gì? Thành ma. Người ta học Phật thì thành Phật, còn mình học Phật thì thành ma, thành quỷ. Khác nhau ở cái chỗ gì? Cái chỗ dụng tâm. Khác nhau chỗ dụng tâm các quý vị. Cho nên ở đây qua cái đoạn kinh này á, chúng ta thấy là phải học lấy cái đức khiêm nhường và cung kính của Bồ Tát Địa Tạng, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta. Gặp ai chúng ta cũng gì? Cũng phải dùng cái đức khiêm cung để mà đối xử với họ. Các vị biết không? Hôm rồi khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh và sinh viên rất nhỏ, nhỏ có thế này thôi, nó mới học lớp 6 mà các quý vị, tức năm nay mới 10, 11 tuổi. Có những cháu gì nó học có lớp 4,
Nhưng mà nó muốn đi quá, nó gì? Nó khai lên là gì? Lên học lớp 6 để nó được đi học. Thực tế nó học có lớp 4. Có mấy cháu ngồi bàn đầu này, ngồi hàng đầu nó bé tí 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 tí. Thầy lên giảng thì hỏi, con phải nói thật với thầy không nói dối, con học lớp mấy? Thì lúc đầu bảo con học lớp 6, bảo phải nói thật, thầy hỏi phải nói thật. Xong bảo con sám hối thầy, con học lớp 4. Đấy. Nhưng ngoan lắm. Ngày đầu, ngày thứ hai đến các quý vị ạ, nó nhìn thấy thầy, nhìn thấy các sư, nó không có biết chào gì cả. Nó đi, nghênh ngang nó đi. Thậm chí nó còn cướp đường mình nó đi nữa. Nhưng sang ngày thứ hai khai mạc xong, thầy lên giảng về đạo đức, giảng về tâm lý, giảng về đạo đức, giảng về cách hiếu hạnh cho các con nó gì, phải biết kính trên nhường dưới. Ngày thứ ba, gặp thầy chủ trì, gặp các sư, gặp tất cả các Phật tử đến chùa, gặp ai cũng gì, A-di-đà Phật, con chào thầy. Thậm chí mình đang đi nó còn chạy đến để nói gì, A-di-đà Phật, nó chào thầy. Các Phật tử già trẻ gái trai đến chùa lớn hơn nó biết chạy sang nó gì, A-di-đà Phật, con chào cô hay là cháu chào bác ạ. Các Phật tử, nhân dân đến lễ Phật vui lắm. Học Phật mới chỉ có 3 ngày thôi các quý vị, 3 ngày ở trong chùa mà các con nó thay đổi được cách đầu tiên. Đó là cách biết gì? Biết chào hỏi, biết khiêm cung, biết hạ mình để chào hỏi. Có những anh chàng các vị biết không, học lớp 9, lớp 10, đầu nó gì? Nó cắt chọc hết, để một tí cái chỏm chỏm trên như cái màu gà. Mà nó là gì? Còn nó là sơn đỏ đỏ nữa chứ. Nó sơn đỏ đỏ đấy, một tí màu gà như đỏ đỏ. Cái trường hợp này ở ngoài chắc chắn là dân anh chị. Nhưng vào tới chùa ngày thứ ba, học buổi pháp đầu tiên sau hôm khai mạc, thay đổi hẳn. Thay đổi hẳn các quý vị. Thay đổi các vị biết không? Già trẻ gái trai, gặp những người hơn tuổi biết gì? Biết chắp tay, biết gì? A-di-đà Phật. Hay lắm. Gieo một cái duyên lành vào trong gì? Trong tâm khảm của các con. Trẻ con nó học Phật, nó còn hiểu được và còn hành được. Vậy cớ gì chúng ta là người lớn, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ cái gì? Cái sự suy nghĩ, đầy đủ sự chín chắn rồi, tại sao chúng ta không thay đổi? Tại sao không giữ được cái đức khiêm cung? Cho nên hôm nay học cái đoạn kinh này, tôi nhấn mạnh vào như vậy để chúng ta thấy gì? Qua cái giai đoạn đọc tụng 7 ngày 21, ngày 49, ngày 100 ngày rồi, thì chúng ta phải tiến đến một cái giai đoạn đó gì? Thực hành theo lời Phật dạy. Bám vào văn kinh, bám vào gì? Cái việc làm của Phật Bồ Tát là gì? Đã làm, các ngài đã biểu diễn cho chúng ta xem. Và bây giờ chúng ta gì? Chúng ta học theo các ngài để biểu diễn lại cho con cháu chúng ta xem, cho người thân bạn bè chúng ta xem. Và khi mà biểu diễn đến thuần thục rồi thì Phật Bồ Tát sẽ chấm điểm, ghi điểm, chấm điểm cho chúng ta gì? Cho chúng ta đấy. Bồ Tát, Phật Bồ Tát chấm điểm là sao? Tức là thấy mình được rồi, cái trường hợp này nó diễn gì? Diễn xuất rất là tốt, nó thể hiện, nó nhập vai rất là tốt, nó thực hành lời dạy của gì? Của Phật Như Lai rất là tốt. Và sau khi chúng ta xả bỏ báo thân này, A-di-đà Phật, ở trên hư không, cưới đắm mây lành ngũ sắc, Quán Âm Thế Chí ở hai bên, vô số thánh chúng đi theo, và Phật giơ cánh tay ra, phóng một đạo hào quang xuống và gì? Từ chúng ta theo gì? Theo gót chân Phật thẳng tiến về Tây Phương. Về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta được cái tấm thân gì? Kim cương bền chắc, từ công đức mà sinh ra, không còn bị sinh già bệnh chết. Hoa vừa nở liền thấy Phật, tai nghe Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy, mắt nhìn thấy hảo tướng của gì? Của chư Phật Bồ Tát, hoan hỷ. Ngay trong một khoảng sát na thôi, chúng ta thì liền ngộ được vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, vĩnh viễn không còn bị sinh tử luân hồi nữa, không còn bị khổ đau trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó lôi cuốn, nó chi phối chúng ta nữa. Thậm chí là gì? Cái đường khổ đau luân hồi trong cõi người, cõi Atula và cõi gì? Cõi trời cũng gì? Cũng không chi phối được chúng ta nữa. Như vậy chúng ta chỉ trong một kiếp, nếu mà nhập vai tốt, thực hành lời Phật dạy tốt, chỉ trong một kiếp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ một phàm phu trở thành một bậc gì? Một bậc thánh vô sinh, bất sinh bất diệt,
công đức trí tuệ vô lượng vô biên. Lúc đó nương theo thần lực của chúng ta và từ lực của Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền vân vân đó, chúng ta có thể đi khắp mười phương để tùy duyên tùy nguyện để hóa độ chúng sinh, trở thành một vị đại Bồ Tát, rồi một vị gì? Một vị Phật trong tương lai, chẳng sướng hơn lắm sao các quý vị? Đó, cho nên nâng cấp giai đoạn học Phật là như thế. Giai đoạn đầu mới học Phật đó là gì? Cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội ở trong gì? Trong một cái giai đoạn đầu học Phật gọi là sơ phát tâm học Phật thì chúng ta vẫn cứ cầu bình thường được. Hôm qua có hai Phật tử tận trong miền Nam ra đây 2-3 lần rồi nhưng mà không gặp tôi. Và trước khi ra lần này, Phật tử này phát nguyện 3 lần con đến chùa Khai Nguyên không gặp được thầy trụ trì, con chỉ nghe giảng qua băng đĩa mà con phát tâm tụng kinh Địa Tạng cũng 2 năm nay rồi. 3 lần ra không gặp được thầy trụ trì. Trước khi ra lên khấn nguyện trên ban Phật là lần này nếu không gặp thì không bao giờ con đến chùa Khai Nguyên nữa. Đấy, phát một cái nguyện như thế, nguyện như thế mới khủng khiếp. Phát lần thứ 3 rồi không gặp, mà lần này là lần thứ 4 mà ra miền Bắc mà không gặp thì không bao giờ gì đến chùa Khánh Nguyên nữa. Thế là hôm qua ra thì cũng không gặp thật. Thì tôi bận đi chỉ đạo công việc làm ở ngoài, hôm qua treo chuông mà. Qua treo chuông cho nên treo từ lúc 7 giờ cho đến 10 rưỡi mới xong. Lúc trước khi treo thì trời mưa, rất mưa to tầm tã. Tôi lên lễ Phật lễ Tổ và rồi hôm nay lại cầu Phật Tổ Bồ Tát gia trì cho Thiên Long Bát Bộ các ngày hoan hỷ. Hôm nay đã gọi cầu để treo chuông rồi thì các ngày mưa gì, mưa đến đây thì tạnh. Vừa ra khỏi nhà Tổ một cái gì, đang mưa rào rào mà cái thế tạnh luôn. 5 phút sau trời hửng nắng. Treo chuông xong gì, 3 phút sau gì, ầm ầm lại mưa. Khi trời bắt đầu mưa một cái thì mình chạy vào trong cái hiên nhà thông tin đấy, cái phòng thông tin đấy, tôi ngồi trong hiên nhà, đang ngồi ở trong hiên đấy thì thấy hai bà cụ với một cái cô gái đi ra. Cụ ấy sang, cụ ấy lễ, cụ bảo may quá, thầy có phải là thầy Thịnh không? Tôi bảo vâng, cụ có việc gì không? Bảo may quá, con đã đến đây là lần thứ 4 rồi mới gặp được thầy. 3 lần con đến chỉ muốn mong để nhìn thấy mặt thầy thôi, lễ thầy một cái thôi xem nó như thế nào, chỉ nghe thầy giảng, kính thầy, nghe thầy giảng gần 2 năm nay rồi nhưng mà gì, chưa bao giờ được chạm mặt thầy để xem thầy thế nào. Nay con đến gặp thầy thì đúng là thấy thầy trẻ hơn trong băng nhiều, chắc là nịnh hay sao ấy. Câu này thì chắc là nịnh vì dạo này già hơn trong băng, mà dạo này vất vả, mùa hè mà người đen như củ tam thất mà còn bảo là xinh hơn trong băng, đẹp hơn trong băng thì chắc là nịnh thôi. Tại xã hội lắm khi nó cũng thế. Thế tôi cứ cười, tôi bảo vâng, thế cũng có việc gì không? Bảo là không, con thì chỉ đi ra để làm chuẩn bị ngày mai, tức là ngày hôm nay này là ngày dỗ, đưa bố đi viện hay là ngày dỗ gì đó, nghe không rõ lắm, nhưng mà có việc của gia đình. Thế đi ra xong ngày mốt thì vào, tức là ngày kia thì vào, ngày mai tức là ngày hôm nay thì nhà có việc, và ngày mốt tức là ngày kia để vào. Cho nên là nói phát nguyện ở nhà là 3 lần không gặp, lần này lần thứ 4 mà không gặp thì không bao giờ đến chùa Khai Nguyên nữa. Coi như là gì? Coi như là mình không có duyên với gì? Với chùa, và không có duyên với thầy, cho nên là thề không đến nữa nếu lần thứ 4 không gặp. May mắn đến lúc đó thì trời nó lại mưa, mưa to. Vừa cầu chuông lên xong, treo xong chuông một cái khoảng 3-4 phút thì cái mưa mầm một cái là phải chạy vào nhà. Còn chưa kịp về phòng nữa, nếu mà về phòng rồi thì đóng cửa rồi, hoặc tắm rửa đóng cửa rồi thì đúng không, cụ không gặp thật. Thế may vào đó ngồi đó thì cụ nhìn thấy thì sư, thế cụ sang. Thấy giống trong cái băng đó, cụ sang, cụ lễ. Lễ cụ hỏi thì bảo vâng đúng. Thế hỏi có chuyện gì đâu? Chẳng có chuyện gì đâu. Tít trong miền Nam ra chỉ cần là muốn gì, muốn nhìn thấy thầy để lễ thầy một cái thôi. À, bằng con người thật, việc thật xem thế nào. Mọi khi chỉ nghe giảng và cũng đọc kinh Địa Tạng. Nhưng mà không phải đọc cái kinh của nhà mình mà đọc kinh gì ở trong kia. Thế tôi bảo thôi, của kinh Địa Tạng nào thì cũng tốt. Những cái bộ kinh này hiện tại thì một ngày có khoảng trên dưới 50.000 người đọc tụng. Nó khác hẳn với các bộ kinh khác, các quý thầy khác dịch thì có thể một ngày chỉ có vài chục người đọc tụng.
một 200 người đọc tụng thôi, khác nhau. Cũng giống như là một chiếc xe, một chiếc xe mà một chiếc xe có gì, một chiếc xe nặng, hai chiếc xe giống nhau, nhưng mà một chiếc xe thì có nhiều người kéo vượt qua một cái gì, một cái đoạn đường, thì nó khác với một cái chiếc xe là gì, chỉ có một hai người kéo, hoàn toàn khác nhau. Vậy 40-50 ngàn người cùng đọc tụng bộ kinh này, một tác giả, một dịch thuật bộ kinh này thì nó khác nhau, khác nhau rất lớn. Cho nên hôm qua thầy khuyên Phật tử là hai chị em nên gì, một đứa cháu nữa, hai chị em với một đứa cháu nữa đều thỉnh cái bộ kinh này về mà đọc tụng. Cô em thì bảo là con cũng tụng kinh Địa Tạng nhưng không phải tụng kinh Địa Tạng của thầy. Con tụng kinh Địa Tạng nhưng mà làm sao con cứ nghe thấy tiếng người ta nói bên tai, nghe thấy tiếng người ta nói bên tai, nghe người ta phá con, con sợ lắm. Mà tụng kinh gì cũng bị chứ không phải tụng riêng kinh Địa Tạng. Tôi bảo thôi bây giờ thì cụ nên thỉnh một cái đài nhỏ nhỏ về để nghe thầy giảng, rồi nhiếp tâm buông xả đi, kệ nó, một thời gian nó sẽ hết. Thế bảo hết không? Bảo hết. Nhiều trường hợp như thế rồi, nhiều trường hợp khi tụng kinh hoặc là chưa tụng kinh cứ nghe tiếng nói bên tai văng vẳng, nghe người ta bảo thế này khác. Đó là sao? Đó nhân tu của đời trước. Chúng ta cũng là người tu hành nhưng mà tu thì mong cầu thần thông, đi sai đường lạc lối hoặc là gì, hoặc là đồng bóng bói toán đó, theo thầy tà bạn xấu đó. Cho nên á, đời này kiếp này tuy được thân người tu đấy nhưng mà gì, lúc nào cũng bị người ta điều khiển, bị người ta giật dây, bị người ta phá mình. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ cái điều đó rồi, các tổ cũng giảng giải rất rõ cái việc đó rồi. Thế tôi bảo về bây giờ phải dụng tâm cho gì, cho ngay thẳng, cho chân chính, tất cả những gì nghe thấy buông đi, đừng có sợ. Nhìn thấy cái gì thì cũng buông đi, nhìn thấy Phật Bồ Tát đến dùng hai từ buông xuống, không có chấp vào nó. Nhìn thấy ma quỷ đến cũng dùng hai từ buông xuống, đừng có sợ nó. Nhìn thấy Phật Bồ Tát thì đừng có chấp, nhìn thấy ma thì cũng đừng có sợ, kệ nó. Tôi hôm qua tôi lấy một cái ví dụ, cụ cứ coi như cụ đi qua ngoài phố đi, qua một cái phố đông đi, việc cụ đi cụ cứ đi, còn trên đường phố người ta gì ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời đàn đúm nhảy nhót múa hát ca hát, kệ người ta, cụ cái đích của cụ là cụ đến. Thế cụ cứ về thỉnh quyển kinh về, cụ đọc tụng đi cho tôi. Đó. Hai chị em, một đứa cháu. Đặc biệt bà chị thì ra đến 3 lần không gặp, như lần thứ 4 may mắn là lại cái lúc đó trời mưa thì lại gặp được. Nếu mà hôm qua không mưa chắc chắn không gặp. Về xong một cái tôi lại đi công việc khác thì không gặp được. Đó. Thế cho nên ấy, thôi nhưng mà đừng có ai học bà cụ ấy mà thề nhá. Đừng có thề là con thì con xin gặp 3 lần rồi mà không gặp được, con không bao giờ đến chùa Khai Nguyên nữa. Đừng có thề đấy, đấy là lần duy nhất thôi. Lần sau ai thề kiểu đấy là cũng không được đâu. Có nghĩa là thì bí mật đã lộ rồi thì Phật Bồ Tát sẽ không sắp xếp nữa, không lặp lại lần thứ hai như thế nữa đâu. Nếu có thề thì phải thề gì, con lên chùa Khai Nguyên 100 lần mà thầy chưa giúp thì con không lên nữa thì mới được. Đừng có thề 3 lần mà thề 100 lần nha. Nếu ai mà lập lời thề muốn cầu cái gì mà muốn thề thì phải thề 100 lần, thề lại 3 lần là không được đâu. Có hiểu không? Có nghĩa là thôi đừng có thề thốt cái gì, duyên đến đâu thì chúng ta gì gặp đến đó. Có những Phật tử đến thậm chí cũng thật, quả thật cũng tội cơ. Có những người đến 4-5 lần rồi mà xin gặp mà vẫn không gặp được. Vì các vị biết không, tôi thì có gì, có hai cái chân, có hai cái tay, hai cái mắt, hai cái có một cái mũi, một cái miệng, một cái đầu, có một tấm thân này thôi. Mà công việc thì rất là nhiều, việc của giáo hội, việc của chùa, rồi việc của hoằng pháp. Có phải lúc nào đến các vị cũng gặp tôi được đâu. Nhưng gặp hay không quan trọng. Quan trọng nhất các Phật tử thì nghe ở trong băng giảng và tu tập theo thì cũng được rồi. Quan trọng nhất là tu tập theo. Tôi có gặp Phật Bồ Tát đâu, nhưng mà gì, tôi làm theo Phật Bồ Tát dạy ở trong kinh này, tức là cũng đã gặp Phật, gặp Bồ Tát rồi đấy. Không cứ là cứ phải đến, phải gặp, phải nói chuyện được, phải tận tay gì, được dâng cái phong bì lên để cúng dường thầy, hay là tận tai được nghe gì lời thầy dạy thì mới gì, mới tu. Đừng có như thế. Đừng nghĩ là phải tận tay đem cái phong bì cúng dường thầy, thầy nhận mới có phúc. Không cần như thế. Các vị biết không? Cái câu nói các cụ chúng ta thường nói ngày xưa gì, tam bảo Như Lai của ai phúc ấy.
tâm xuất thì Phật chứng. Đấy, hai cái câu nói mà các tổ đã truyền hàng mấy ngàn năm nay rồi, Tam Bảo Như Lai của ai phúc ấy. Hay là cái câu thì tâm xuất thì Phật chứng, tức là mình đã khởi tâm là Phật, đã gì, đã biết rồi, đã chứng minh rồi. À, không cứ là cứ phải gặp thầy bằng được, mình sẽ có cái tâm vào gì, đến cúng một pho tượng Địa Tạng chẳng hạn, khởi cái tâm đó thì Phật Bồ Tát đã biết hết rồi, mang đến không cần phải gì gặp thầy, gặp các sư khác cũng được, hoặc là tự chúng ta lên lễ Phật và bỏ vào trong hòm công đức cũng được, Phật Bồ Tát đã biết cái điều đó, ghi nhận công đức cái việc đó, phúc báo chúng ta gì từ khi khởi tâm bước chân đi là Phật Bồ Tát đã ghi nhận rồi, đến gì chúng ta bỏ vào cái hòm công đức một cái viên mãn rồi. Gặp thầy cũng được, không gặp thầy cũng được, có duyên gặp thì là cái tốt, chưa đủ duyên thì gặp thì cũng không sao đó. Chứ đừng có phát nguyện như Phật tử hôm rồi bảo là lần thứ tư mà không gặp thì không bao giờ đến nữa đó. Đừng có như thế. Đấy, cho nên là điều quan trọng ở đây tôi muốn nói với các Phật tử chúng ta, cơ bản nhất là phải giai đoạn này học cao lên rồi là thực hành theo lời Phật dạy, nói theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ gì, sẽ được Phật Bồ Tát chứng cho, và Phật Bồ Tát gì chấm điểm cho chúng ta. Tôi chấm điểm gì, gì còn ít lắm, Phật Bồ Tát chấm điểm mới là gì, là quý. Tôi chấm điểm cho các quý vị á thì các quý vị thấy là gì? Cũng tốt, cũng có niềm tin để học đạo để tiến lên, nhưng vẫn chưa giải thoát sinh tử được đâu. Còn Phật Bồ Tát chấm điểm á, cho chúng ta thì mới giải thoát sinh tử được. Cho nên ở đây qua cái đoạn kinh này chốt lại là gì, mong cho tất cả các Phật tử chúng ta có một cái tâm khiêm cung, khiêm nhường và cung kính trước tất cả mọi người, tất cả chúng sinh để học đạo, để học Phật. Đó. Đoạn kinh này chúng ta chỉ cần gì, nhớ hai cái câu đó, khiêm cung để vào đời, khiêm cung để học đạo, khiêm cung để học đạo và khiêm cung để hành đạo. Đầu tiên là khiêm cung để vào đời, tức là đối với gì, đối với thế gian, đối với các pháp ở thế gian, chúng ta phải dùng cái lòng gì, cái đức cung kính và khiêm nhường để cư xử đối với tất cả bạn bè, người thân trong gia đình, hàng xóm láng giềng của chúng ta thì chúng ta sẽ tốt thôi, cuộc sống ở thế gian này sẽ tốt đẹp với chúng ta thôi. Đó là gì, lấy đức khiêm cung để thực hành những cái cuộc sống ở thế gian. Còn tiếp theo là dùng đức khiêm cung để học đạo, tiến lên một bước nữa, tức là càng học Phật chúng ta phải càng khiêm nhường và phải biết cung kính đối với tất cả đồng đạo, đối với gì, các quý thầy xuất gia, các tăng ni xuất gia. Chúng ta đừng có đi gì tìm lỗi của các thầy. Hôm rồi có một Phật tử đến nói với tôi là, bạch thầy, con ghét cái sư thầy ở chùa nhà con lắm. Thế hỏi làm sao mà ghét? Bảo thầy ở chùa nhà con á không tu theo chính pháp. Thế tôi hỏi thế nào là không tu theo chính pháp? Bảo thầy vẫn ăn thịt uống rượu, vẫn ăn thịt uống rượu cho nên là con ghét lắm. Tôi bảo không sao, ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói rằng á, ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Tuyên Hóa các vị biết này, là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài dạy rằng là gì, đời này kiếp này chúng ta phải cung kính tôn trọng tất cả những người xuất gia, đấy là người học Phật nha, còn ngoài đời thì kệ họ, còn người học Phật chúng ta phải cung kính tất cả người xuất gia. Hòa Thượng nói vì sao? Hòa Thượng nói là dù sao thì họ cũng đủ phúc báu hơn những người bình thường khác. Đó là gì, họ đã được cái đầu giống đầu của Phật, mặc cái y giống cái y của Phật lên trên thân mình, tức là họ phải gieo cái duyên lành thù thắng nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên nay mới được gì, tấm thân là đầu tròn áo vuông, tức là hình tướng giống như hình tướng của Phật rồi. Nhưng á, cái phúc của họ chưa viên mãn, cho nên cái tâm của họ còn gì, cái nghiệp của họ còn nhiều, họ chưa được như Phật Bồ Tát, nó mới chỉ được tu trên được cái hình tướng thôi, còn cái tâm chưa được như Phật và Bồ Tát. Nhưng ngài Tuyên Hóa nói chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng họ, vì cái nhân tu của họ xuất ra một ngày, trong kinh Đức Phật nói gì, bằng tu tại gia cả 100 năm. Vậy họ ở trong chùa, tôi cứ lấy ví dụ họ, vị đấy đi tu từ năm 20 tuổi,
Năm nay vị đó 40 tuổi, tức là đã ở trong chùa 20 năm. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói như vậy, 20 năm ở trong chùa thì ít nhất cũng phải có gì? 1-2 ngày họ ăn chay chứ các quý vị, có đúng không? Chắc chắn 20 năm trời không phải ngày nào vị đó cũng ăn thịt uống rượu. Có những ngày vị đó đi đình đi đám. Đi gì? Đi đình đi đám với gì? Đi với ngày giỗ tổ với các chùa khác chẳng hạn. Các chùa đó ăn gì? Ăn chay. Các chùa đó ngồi tụng kinh niệm Phật. Thì vị đó khoác trên cái mình là một cái tấm huỳnh y giải thoát của Phật, ngồi tụng kinh, ngày hôm đó ăn chay tụng kinh niệm Phật, tròn một ngày đó. Vậy trong kinh Nikaya, kinh A Hàm, Đức Phật nói gì? Xuất gia một ngày viên mãn, được làm tròn vẹn được cái công đức của người xuất gia một ngày ấy, Đức Phật nói gì? Bằng tu tại gia cả 100 năm. Vậy các quý vị thấy 20 năm chỉ cần, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói 20 năm chỉ cần họ gì? Được một ngày họ giữ giới, thanh tịnh họ tu thôi, cũng đã hơn cả người thế gian cả 100 năm sống một cuộc đời không biết tu rồi các quý vị. Đó. Cho nên Ngài Tuyên Hóa bảo là gì? Phải cung kính tôn trọng tất cả các hình tướng của người xuất gia. Còn họ tu như thế nào, đó là việc của người ấy. Hôm và tôi khuyên Phật tử đó, kệ họ đi, về nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng đi, giảng về công đức của người xuất gia đi. Thì Phật tử sẽ thấy được rằng mình là người tu. Thì ở giai đoạn thứ hai, dùng đức khiêm cung để học đạo, tức là gì? Không nhìn lỗi người. Giai đoạn thứ hai đó là gì? Không nhìn lỗi người, chỉ nhìn lỗi gì? Lỗi mình thôi. Lúc nào cũng để cảm thấy là mình làm cái gì mình có lỗi thì lo để mà sửa mình. Đừng nhìn vào lỗi người để kích bác, để chê bai, rẻ biểu người, mà chỉ nhìn vào lỗi mình. Giai đoạn thứ hai học Phật, người học Phật chân chính chỉ nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người. Đừng thị phi, đừng tạo nên cái câu chuyện thị phi và mình cuốn vào câu chuyện thị phi đó, kệ họ đi. Đó là mới là người học Phật chân chính nhất. Giai đoạn thứ hai người học Phật chúng ta phải làm được điều đó, đó là học Phật. Giai đoạn thứ ba là gì? Hành đạo. Hành đạo tức là sao? Đây, giai đoạn này những Phật tử mà tụng kinh Địa Tạng 2 năm rồi á, thì giai đoạn này chúng ta phải hành đạo đây. Hành đạo là sao? Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta xem như thế nào, chúng ta gì? Thực tập theo Ngài để biểu diễn cho chúng sinh xem như thế. Giai đoạn này cao hơn một chút, đó là không nhìn lỗi người. Hoàn thiện thì bản thân mình được một chút xíu rồi, thì bây giờ mình bắt đầu nâng lên một bước nữa, đó là noi theo lời Phật dạy trong kinh và chúng ta thực tập theo nó. Đó là giai đoạn hành đạo. Rồi chúng ta hành vững rồi thì chúng ta gì? Phổ khuyến, giúp đỡ được cho đồng đạo, cho người thân, cho gì? Bạn bè của chúng ta có thể theo Phật quy Tam Bảo và tu hành như chúng ta. Đó gọi là gì? Hoằng đạo. Hành đạo, hoằng đạo. Lúc hành đạo mình gọi là tu đạo đó. Tu đạo hay gọi là hành đạo. Thì bây giờ là hoằng đạo. Hoằng đạo tức là gì? Đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá rộng ra cho người khác gì? Người khác cùng được nghe, cùng được biết cái chỗ vi diệu của Phật Pháp. Phật Pháp không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan, mà Phật Pháp là gì? Một nền giáo dục đi từ thấp cho đến cao. Đi từ gì? Hoàn thiện nhân cách một con người ở thế gian cho đến gì? Một vị thánh nhân xuất thế gian, đó là Bồ Tát, là A-la-hán, là Bồ Tát và là Phật trong tương lai. Hoằng đạo và chứng đạo. Giai đoạn chứng đạo là giai đoạn gì? Giai đoạn quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng tôi ở bây giờ đang ở trong giai đoạn gì? Tu đạo và hoằng đạo. Lên ngồi giảng cho các quý vị như thế này, đem kinh Phật để giảng giải cho chúng ta nghe, chúng ta nghe thấy hoan hỷ, chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thì chúng tôi đang ở trong giai đoạn gì? Hoằng đạo. Nhưng chứng đạo chưa? Chưa. Một lúc nào đó sau khi tôi bệnh hoặc không bệnh, điều đó không quan trọng, mà lúc tôi gì? Trong khi tôi chết và sau khi tôi chết, tôi đi về đâu? Nếu mà trong khi tôi chết và sau khi tôi chết,
Tôi như những người bình thường khác thì đó là tôi chưa chứng đạo. Nhưng còn để trong khi tôi chết mà tôi ngồi ở trên bồ đoàn mà chết, tức là sao? Ngồi trên bồ đoàn như thế này, kiết già hoặc bán già như thế này mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có thể là hơi cúi đầu xuống một tí này và gì? Và không thấy tôi niệm Phật nữa, các quý vị lên sờ vào mũi tôi không thấy gì, không thấy thở nữa mà tôi vẫn ngồi như thế này mà đi. Đó là biểu tướng của sự gì? Chứng đạo mà ra đi. Nhưng còn mà nằm co ro mà ra đi có nghĩa là biểu tướng của chưa chứng đạo mà ra đi. Hiểu chưa? Đó là giai đoạn chứng đạo. Hoặc rằng á, sau khi tôi chết, bình thường ra thì sống thì có thể gì không thơm, nhưng sau khi tôi chết, hương thơm ngào ngạt khắp chùa, khắp phòng á, các vị ở đến chỗ nào cũng thấy thơm. Thậm chí xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh cũng thấy thơm. Như vậy là gì? Công đức chứng đạo của tôi đã viên mãn, đã được về với Phật, về với A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật vì sao mà có hương thơm khắp nhà? Vì A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát đến, chư thiên chư Bồ Tát đến để rước tôi, cho nên gì? Hương hoa của gì? Các quái trời, các quái Phật giải xuống mảnh đất này để đón tôi, để rước tôi, cho nên chúng ta được thơm lây. Đó là gì? Biểu tướng của chứng đạo. Còn nếu chưa thấy điều đó thì chưa phải. Hoặc rằng sau khi tôi chết, tôi phát nguyện rằng tất cả những lời giảng dạy của tôi là đúng với chính pháp, thì sau khi tôi chết, các vị đem hỏa thiêu tấm thân tôi cháy hết, còn mỗi gì? Ba tấc lưới của tôi không cháy. Thì đó là biểu tướng gì? Có thể chưa phải là chứng đạo, nhưng mà lời nói của tôi khi lên trên bục giảng đó là lời nói thật. Còn lời nói ở dưới phòng, ở dưới nhà có thể là lời nói gì? Chưa được thật 100%, nhưng lên đây thay Phật để hoằng pháp. Ngồi vào trên bục giảng này là phải giảng chính pháp, chứ không giảng gì? Không giảng tà pháp. Cho nên đến khi đó các vị mà đem hỏa thiêu tấm thân thôi cháy hết, còn lại một tấc lưỡi, ba tấc lưỡi, tức là cái lưỡi của tôi nó không cháy, nó vẫn giữ nguyên cái lưỡi đó, đỏ đỏ hồng hồng được là cái tốt, không thì gì, đen đen nhánh nhánh thì cũng được, nhưng miễn là gì, cái lưỡi tôi nó vẫn còn. Tức là tất cả những lời giảng của tôi trong suốt những năm học đạo, hành đạo và hoằng pháp đúng với chính pháp của Phật thì cái lưỡi còn lại. Nếu cái lúc đó mà hỏa thiêu tấm thân tôi mà cháy hết thành tro, cái lưỡi không còn đó, tất cả những kinh sách gì, những cái gì mà tôi giảng tôi ấy đem mà đốt hết đi, không đáng tin. Vì tôi phát nguyện những lời giảng của tôi ở trên bục giảng đúng với chính pháp của Phật, sau khi tấm thân của tôi mất đi, giải thoát hay chưa được giải thoát, vãng sinh hay chưa được vãng sinh, tấm thân cháy hết như cái lưỡi gì? Cái lưỡi sẽ không cháy. Ai muốn chứng nghiệm điều đó cứ sống lấy 40, 38 năm nữa đi, 37 năm nữa nhá. Cố gắng các cụ năm nay 100 rồi, 80 thì cứ sống lấy 37 năm nữa thì sẽ được chứng kiến việc đó nhá. Nếu khi đó 37 năm sau mà không được chứng kiến thì cũng đừng có buồn, không sao. Vì công đức của tôi chưa đủ thì cũng không sao. Thì cứ hoan hỷ đi, tu đi, miễn là các vị được công đức, được giải thoát là được. Còn tôi chưa được giải thoát thì mặc sắc. Mặc sắc ông ấy đúng không? À, kệ ông ấy. Thôi, cũng đừng có cạn tình cạn nghĩa như thế. Lúc đó các Phật tử ai về Tây Phương được rồi thì giơ tay xuống một tí. Và đây, ông tóm vào đây để gì? Để con gì? Con kéo ông lên. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ tóm. Các vị cứ chuẩn bị sẵn tư tưởng là tôi sẽ tóm. Nếu tôi chưa lên được tôi sẽ tóm. Tôi không gì, không bỏ lỡ một cái cánh tay gì để kéo tôi lên từ trong ba đường ác đạo đâu. Đó, các vị cứ yên tâm đi. Rồi tiếp theo đoạn văn kinh tiếp theo. Ở trong kinh này chúng ta thấy là bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: hết thảy các chúng sinh khi chưa được giải thoát, tính tình không an định, thường làm các việc ác, kết thành các cấu nghiệp. Cấu nghiệp tức là nghiệp xấu ác đó, nghiệp rất là bẩn đó, nghiệp rất là nghiệp bất tịnh đó, rồi chịu quả báo khổ. Hoặc cũng có những người biết làm các việc thiện, cứu giúp cho chúng sinh thì được quả báo tốt. Làm thiện hay làm ác tùy theo nghiệp, tùy theo cảnh nghiệp khởi, luân chuyển trong sáu đường, không lúc nào dừng nghỉ, trải qua nhiều kiếp số, giống như hạt bụi trần, thường mê hoặc chướng nạn, như cá kia trong nước,
cứ theo dòng nước chảy, thoạt vào lại thoát ra. Vì những chúng sinh ấy, vậy nên Đức Như Lai thương xót mà tế độ, cùng phó chúc cho ông. Ông đã từ bao đời thường phát ra đại nguyện, cứu giúp khắp chúng sinh độ thoát cho hết thảy, thì nay Đức Như Lai còn gì lo lắng nữa. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi, khi nghe Bồ Tát Địa Tạng ra cung kính đỉnh lễ, chắp tay tác bạch mình rằng: xin Đức Thế Tôn đừng có lo, tất cả những việc làm của con đây đều nương nhờ vào oai thần công đức trí tuệ của Phật mà con làm. Con sẽ chỉ nghe lời Phật dạy để độ các loại chúng sinh có duyên, từ giờ cho đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời. Khi Bồ Tát Di Lặc ra đời là khi nào? Theo kinh Đức Phật nói là còn trên 56 vạn năm nữa. 56 vạn, trên 56 vạn năm nữa thì khi đó Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện ra đời. Các vị biết là lịch sử Việt Nam của chúng ta đã mấy nghìn năm? Trên 4.000 năm. Trên 4.000 năm rất là nhiều. Nhưng so với 56 vạn năm, chúng ta thấy là chỉ như là một hạt cát trong một gì? Một xe ô tô cát thôi các quý vị. Có đúng không? Chỉ như là một hạt cát trong một xe ô tô cát thôi, chưa là cái gì cả. Cho nên các quý vị muốn gặp Di Lặc Bồ Tát ra đời thì hãy cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc cầu sinh về cõi trời Đâu Xuất. Sinh về cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, vào trong nội viện cung trời Đâu Xuất chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Nếu không muốn về Tây Phương, các vị phát nguyện về cung trời Đâu Xuất là đệ tử Bồ Tát Di Lặc. Và khi đó Bồ Tát Di Lặc xuất giáng thế thì các vị gì? Các vị theo chân Ngài để hộ pháp cho Ngài, giống như cái quyến thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là những vị đại Bồ Tát, những vị đại A La Hán là quyến thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh thành Phật thì các ngài cũng giáng sinh để thành La Hán, thành Bồ Tát, để hộ trì giáo pháp cho Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Đấy, có nghĩa là đấy, như trong kinh Phật nói là một Đức Phật ra đời thì ngàn Phật, vạn Phật, vô lượng Phật hộ trì và tuyên dương chính pháp là như thế. Cho nên ở đây các vị muốn đợi được cho khi Bồ Tát Di Lặc ra đời thì chúng ta cùng ra đời á, thì tốt nhất nên cầu sinh Tây Phương, hoặc cầu sinh quái trời Đâu Xuất, hoặc cầu sinh quái trời Đao Lợi cũng được. Nhất tâm tụng bộ kinh này, lấy chọn một bộ. Trong kinh nói để sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên quái trời Đao Lợi thì cố gắng tụng làm sao được cho nó gì, cho nó đủ vào tính, làm sao cho đủ trên 56 vạn năm nữa. Thì khi đó chúng ta gì, hết 100 lần trên quái trời Đao Lợi. Quái trời Đao Lợi thì thọ được 1.000 tuổi. Một ngày một đêm ở trên đó bằng gì? Bằng 100 năm ở cõi chúng ta. Thì chúng ta cứ tính làm sao đó. Lúc đó giai đoạn trên 56 vạn năm bao giờ Bồ Tát Di Lặc xuống nhân gian thì chúng ta cũng xuống theo thì tốt. Nhưng mà thôi, cái này á, cầu sinh lên đó thì khó hơn là cầu sinh Cực Lạc thế giới. Tôi thì tôi vẫn khuyên chúng ta cầu sinh Cực Lạc thế giới, gặp A Di Đà Phật, chứng quả vô sinh, rồi lúc đó nương nhờ thần lực của Phật, lúc đó chúng ta gì, đi sang tùy hỷ, sang cúng dường Bồ Tát Di Lặc hay hơn. Và thậm chí là chúng ta thì thể hiện một tấm thân, một hóa thân để gì, để trợ giúp cho giáo pháp Bồ Tát Di Lặc thì sẽ tốt hơn. Hôm nay đối trước các quý vị đây, tôi cũng phát nguyện là nếu được sinh Tây Phương, trên 56 vạn năm nữa Di Lặc Bồ Tát hạ sinh thành Phật, tôi cũng sẽ gì, phát nguyện một gì, dùng một hóa thân để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật Di Lặc vui hơn, thích hơn. Mà khi đó chắc chắn là gì, Đức Phật Di Lặc cũng sẽ thuyết kinh Địa Tạng lại một lần nữa. Và khi đó tôi nguyện là gì, nguyện sẽ là một vị Bồ Tát ở trong Pháp Hội Địa Tạng và ra quỳ trước Đức Phật Di Lặc và tán dương khen ngợi về thầy của tôi. Thầy của tôi là ai? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hay hơn, đúng không? Hay hơn, vị thế gì cao hơn, ở trong một địa vị hoàn toàn khác. Và tôi khuyên chúng ta cũng nên phát nguyện như vậy sẽ tốt hơn. Cho nên ở đây Đức Phật nói là khi thấy Bồ Tát Di Lặc, khi thấy Bồ Tát Địa Tạng ra đối trước mình và tán dương khen ngợi, cung kính đỉnh lễ và tác bạch nhận lời phó chúc của Đức Phật, và bạch với Đức Phật: xin Ngài đừng có gì, đừng có lo, đừng có bận tâm, con sẽ gì, nghe theo lời Ngài chỉ dạy để ở lại thế gian này độ chúng sinh, những chúng sinh có duyên thì con sẽ độ,
từ giờ cho đến Bồ Tát Di Lặc xuất thế thành Phật. Chúng ta thấy những chúng sinh nào có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy không? Tất cả chúng ta ngồi đây đều có duyên với Bồ Tát Địa Tạng mà. Rồi chúng ta thì sau đây chúng ta y kinh y giáo, chúng ta thực hành tụng kinh niệm Phật để thực hành. Và ít nhất như Bồ Tát và Phật nói trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, thì tất cả chúng ta ngồi đây sau khi mất đi đều được sinh ít nhất là cõi trời Đao Lợi. Nói tụng hết một bộ kinh này sẽ được sinh cõi trời Đao Lợi. Nhất tâm tụng một bộ kinh này xong sẽ được sinh 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Vậy chúng ta không nhất tâm tụng một bộ thì chúng ta gì? Chia ra thành gì? 3 năm. Mỗi một năm 360 ngày, bỏ 60 ngày đi, chúng ta tụng gì? Tụng 300 ngày. 300 ngày chẳng nhẽ chẳng bằng gì? Chẳng bằng một bộ hay sao các quý vị? Đúng không? Giống như Phật tử hôm lúc nãy thì nói đó, tụng gần 2 năm nhưng mà chưa được gì tọa nguyện, đó là gia đình được yên ấm hạnh phúc. Sau khi gì chán nản đến tới cục tột cùng rồi thì xuống gặp thầy, thầy bảo thì phải nhiếp tâm, phải buông hết đi mà gì nhất tâm vào tụng. Tụng làm sao mà nước mắt phải rơi, cảm thấy gì cuộc đời mình là khổ, chồng mang đến nỗi khổ, con mang đến nỗi khổ, tự mình gì cũng tạo ra nỗi khổ. Cho nên nó tụng kinh thì chưa được vào, cho nên nó phải nghĩ đến những nỗi khổ đó mà cảm động đến thì để rơi nước mắt lã chã xuống dưới án kinh nhá. 7 ngày sau mọi việc sẽ gì được sở cầu như ý. Đáng nhẽ con trai bị đuổi việc nhưng họ lại gọi đến thì bảo viết bảng kiểm điểm. Chúng ta thấy 2 năm tụng kinh không bằng 7 ngày. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng không có 2 năm đó thì sẽ không có cái 7 ngày kia đâu các quý vị ạ. 2 năm kia tức là gì? Làm tiêu trừ nghiệp chướng. 7 ngày kia tức là 7 ngày quyết định để ghi điểm. Chứ không có 2 năm kia thì cũng chẳng có 7 ngày kia đâu các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng không cần phải cày sâu cuốc bấm nhưng vẫn có cơm trắng để ăn đâu. Không cần phải học tập, phải cống hiến, phải làm việc nhưng vẫn có cơm trắng để ăn đâu các quý vị. Không cày sâu cuốc bấm thì phải làm công nhân. Không làm công nhân thì phải làm gì? Phải làm gì? Ở bản tính, ở gì? Làm việc máy móc, tức là làm trí thức trí tuệ đó. Mà muốn làm trí thức trí tuệ thì phải gì? Dày công học tập trước đây đã thì bây giờ mới làm lãnh đạo được chứ. Đâu có phải tự nhiên là một cái kẻ không đi học, không bằng cấp lên ngồi làm lãnh đạo cái thời buổi này được không các quý vị? Có không? Không có. Cho nên á, đều phải có một thời gian rèn luyện, tu tập thì mới có gì? Mới có cái kết quả tốt đẹp sau này. Vì vậy mà ở đây tôi nói với các quý vị là chúng ta đều có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Và chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng sẽ độ chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng sẽ dẫn dắt chúng ta về một cái nơi chúng ta cần đến. Ai cần đến Tây Phương Cực Lạc, Địa Tạng Bồ Tát sẽ gì? Dẫn dắt chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc. Ai cần đến các cõi trời để tạm thời gì không bị khổ dưới năm cõi ác ở dưới, cõi xấu ở dưới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là 3 cõi cực ác. Cõi người chúng ta gì? Thiện ác đều có. Atula cũng là gì? Thiện ác đều có. Cho nên tạm thời gọi là 5 cõi ác, 5 cõi khổ, nhưng 3 cõi là cực khổ, còn 2 cõi là cõi người và cõi Atula gì? Khổ và vui cũng đều có. Nếu chúng ta biết tu thì cõi người chúng ta gì? Thấy vui, thấy an lạc, thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta có phúc báo thì chúng ta gì? Không bị nghèo đói, không bị bệnh tật, không bị khổ đau, thì đó cũng là gì? Thấy hạnh phúc, vân vân. Cho nên ở đây Đức Phật tin là gì? Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng sẽ thay Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sẽ làm cho chính pháp của Phật được hưng long, sẽ độ được cho những chúng sinh cần độ khi càng về thời mạt pháp. Thời chúng ta đây là thời mạt pháp. Trong kinh Đức Phật nói là chính pháp của Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chính pháp của Đức Phật
được tồn tại 1.000 năm. Sau 1.000 năm là thời kỳ tượng Pháp, và sau thời kỳ tượng Pháp là 12.000 năm sau là thời kỳ mạt Pháp. Và bây giờ chúng ta thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tính đến năm nay theo Phật lịch là 2.561. Như vậy là chúng ta đang ở vào gì? 561 năm đầu của 12.000 năm thời kỳ mạt Pháp. Thời kỳ thế nào gọi là thời kỳ chính Pháp? Chính Pháp thì Đức Phật nói là gì? 10 người tu thì đến gì? Đến 7-8 người ngộ đạo và chứng đạo, giải thoát. Còn thời kỳ tượng Pháp á, thì Đức Phật nói là thời kỳ này là chùa chiền kiên cố, dịch kinh, ấn hành kinh sách là gì? Rộng khắp nhân gian. Chùa chiền thì gì? Xây dựng to, kiên cố, đẹp, người tu cũng nhiều, nhưng mà 10 người tu thì chỉ được có gì? 4-5 người ngộ đạo, 2-3 người gì? Chứng quả. Ngộ đạo so với chứng quả khác nhau nhé. Ngộ tức là gì? Hiểu thôi. Nhưng còn chứng thì gì? Phải lên một giai đoạn cao hơn nữa mới gọi là gì? Chứng quả. Đó. Thì thời kỳ tượng Pháp á, thì 10 người tu chỉ được 4-5 người ngộ đạo, nhưng mà chỉ được 1-2 người chứng thánh quả giải thoát thôi. Còn thời kỳ mạt Pháp, thời kỳ này gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thời kỳ tượng Pháp gọi là gì? Gọi là đình, gọi là chùa tháp kiên cố, tức là nhiều chùa to, cảnh lớn được xây dựng, nhiều tượng to Phật lớn được xây dựng trong thời kỳ đó, nhiều đạo tràng lớn xuất hiện ở thời kỳ đó. Nhưng mà gì? Người chứng đạo thì 20%, 10-20% thôi. Người ngộ đạo thì 40-50% thôi. Nhưng người chứng đạo 10-20%. Còn thời kỳ này, thời kỳ mạt Pháp và thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố, thì chúng ta thấy có sai không? Không sai. Thế nào là đấu tranh kiên cố? Tăng ni xuất gia thì chỉ thích gì? Thích cái danh lên là hòa thượng, là thượng tọa, là ni trưởng, là ni sư. Đúng không? Đúng. Chúng tôi là người trong cuộc, là người trong giáo hội mới thấy rõ cái điều đó là đúng. Thậm chí ở trong đạo bây giờ, hôm nay phải nói thật với các quý vị, có những vị là gì? Cũng đi mua chức, mua quyền giống như ở ngoài đời, không có khác. Có nhiều người, nhiều vị tăng ni cũng đi chạy chức, chạy quyền. Và khi họ lên chức, lên quyền rồi thì họ cho là ngồi ở cái chức trưởng ban trị sự hay phó ban trị sự, hoặc là cái ban này ban nọ của giáo hội, họ nghĩ rằng á, tu như vậy là cao rồi, tu như vậy là viên mãn công đức rồi, cho nên họ đem vào hành sách các sư cùng trong đồng đạo của họ. Hôm rồi tôi đọc thấy một cái bài báo ở Phật giáo ở trong đằng trong, xin cho tôi không nói tỉnh, các vị muốn biết thì vào đọc trong báo Giác Ngộ, kể cả đọc trên cái báo điện tử Vietnamnet cũng có đăng một lần rồi đó. Một số, một vị, vài vị hòa thượng ở trong thường trực ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái tỉnh họ đại hội Phật giáo. Khi đại hội Phật giáo thì có một cái bài tham luận, một cái bài tham luận họ nói lên những cái thực trạng của tăng ni bây giờ. Có những tăng ni thì không lo tu tập mà chỉ lo gì? Chỉ lo chạy chức, chạy quyền, chỉ lo xây chùa to cảnh lớn để kiếm tiền, để ngồi thụ hưởng. Một cái bài tham luận họ nói thẳng ra cái thực trạng của tăng ni bây giờ như thế, và đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái tỉnh đó cũng như là giáo Phật giáo Trung ương, là các hòa thượng thường tọa trong thường trực hội đồng trị sự và ban trị sự. Hội đồng trị sự là chỉ cho Phật giáo Trung ương, ban trị sự là chỉ cho Phật giáo tỉnh, là sau cái đại hội này có những chấn chỉnh tăng ni ở trong tỉnh mình để cho gì? Tăng ni tốt hơn. Và cái đại hội đó có cả đương kim hòa thượng chủ tịch Thiện Nhân, cụ cũng chứng minh cái đại hội đó, ban bố pháp nhũ cái đại hội đó, nói rằng đại hội rất là tốt, thành công. Nhưng sau khi xong được mấy ngày sau, về thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đằng trong ra một cái văn bản là gì? Không chấp nhận cái kết quả của đại hội đó một cách viên mãn, và phải yêu cầu là gì? Thay đổi cái cuốn, cái gọi là cái cuốn đó là cái cuốn cuốn kỷ yếu của đại hội, bắt phải bỏ cái gì? Cái bài tham luận đó đi, và cho bài tham luận đó là gì? Là phạm thượng, là nói gì? Nói lỗi của tăng. Nhưng tại sao cái khi đại hội, cái vị đó đọc bài tham luận, các vị biết chăng nguyên tắc ra đại hội của Phật giáo Việt Nam
cũng giống như Đại hội Đảng Nhà nước các cấp Việt Nam mình ấy, mô hình nó ná ná như vậy. Một cái bài tham luận anh không thể viết mà tự lên đọc, mà anh phải thông qua gì? Thông qua ban thư ký, qua ban kiểm duyệt đại hội. Và ban thư ký đại hội đó có trách nhiệm kiểm duyệt lại cái bài tham luận đó. Sau đó đủ điều kiện thì gì? Mới được chỉ định ra gì? Ra đọc trước đại hội. Tức là có cả một cái ban thư ký của đại hội. Và đặc biệt là gì? Cái tiểu ban nhân sự tổ chức đại hội đó, cái ông trưởng ban trị sự của Phật giáo tỉnh đó phải chịu trách nhiệm. Cả một cái tập thể làm việc như vậy rồi, ra trước đại hội như vậy rồi, vỗ tay đông đốt với nhau. Nhưng tại sao? Xong việc lại đi gì? Đi có những cái như vậy. Đó cho nên thời buổi này ở trong kinh Phật gọi là gì? Thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Và vừa qua tôi đọc một cái bài báo, họ phản biện lại cái việc mà Hội đồng trị sự Thành phố Hồ Chí Minh đó, các cụ đằng trong đó ra một cái văn bản không chấp nhận cái sự thành công viên mãn của cái Đại hội Phật giáo của tỉnh đó, và đề nghị là gì? Hủy cái kỷ yếu có cái bài gì? Có cái bài tham luận của một vị tăng ni, của một vị tăng trẻ đó. Đó. Chúng ta thấy. Đấy gọi là gì? Đấy, tôi nói đấy lấy một cái ví dụ thực tế đơn cử như vậy để thấy là gì? Thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố như vậy. Họ chấp vào mình là người có quyền lực, mình là người lãnh đạo giáo hội, chấp vào mình là người có thể. Giống như ngoài đời ấy. Ngoài đời nó khác các quý vị, trong đạo nó khác. Các quý vị cứ đọc cái bài báo đó, các quý vị sẽ thấy nguyên nhân của cái việc hội đồng trị sự các cụ ở đằng trong ra cái văn bản đó như thế nào. Đó gọi là gì? Đấu tranh kiên cố là như thế đấy. Phật tử chúng ta cũng đấu tranh kiên cố. Có không? Mấy mấy tháng trước tôi phải đi giải quyết mấy nhóm đạo tràng với nhau. Cái gì đâu, trước đây sinh hoạt với nhau có thì một hai chục người thì chị em bảo nhau rất là hoan hỉ. Nhưng bây giờ thêm được vài chục người nữa là năm bảy chục người. Bây giờ là gì? Muốn tách ra hai đạo tràng rồi ba đạo tràng. Ra ba đạo, hai đạo tràng, ba đạo tràng rồi bây giờ là đạo tràng nào cũng muốn là gì? Thầy cưng hơn, thầy quý hơn. Cho nên đến là nói với thầy là không nói, không dám nói thẳng với thầy đâu, nên nói với các sư cô, với các vị nhóm đấy á, sinh hoạt tệ lắm, bạch với thầy để giải tán đấy. Nhóm kia thì đến lại bạch lại thì bà ấy sinh hoạt tệ lắm à, các thứ đấy. Đấu tranh kiên cố đấy, chúng ta cũng đấu tranh kiên cố đấy các quý vị. Từng nhóm đạo tràng A, đạo tràng B, đạo tràng C cùng sinh hoạt gì? Một ngôi chùa này, cùng theo thầy học đạo, cùng theo một thầy, cùng theo một ngôi chùa, cùng tụng kinh Địa Tạng, thậm chí là cùng ở trong một huyện với nhau nữa. Cách nhau chỉ có gì? Chỉ có khu phố này, khu phố kia thôi, nhưng có sự phân biệt. Đó gọi là đấu tranh kiên cố đó các quý vị. Có tránh được không? Tránh được. Nếu chúng ta thực sự học Phật, chúng ta tránh được cái điều đó, tránh được cái sự đấu tranh kiên cố đó, bỏ cái nhân ngã của bản thân, của cái đạo tràng của mình đi, bỏ cái việc là gì, mình theo thầy bao nhiêu năm nay mình giúp đỡ chùa được rất nhiều việc đi, mà mình nghĩ rằng là ta theo thầy bao nhiêu năm nay mà ta chưa học được cái gì, xấu hổ lắm, thẹn thùng lắm, và luôn luôn khiêm cung hạ mình như Bồ Tát Địa Tạng hạ mình trước Đức Phật á, mà học đạo á thì chắc chắn chúng ta sẽ được lối vào, sẽ có lối vào, sẽ thực vật Bồ Tát gia trì. Cho nên ở đây Đức Phật nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng là có bao nhiêu chúng sinh ở đời sau này đó, ta rất yên tâm khi ta nhập Niết Bàn, vì gì? Vì đã có ông gì? Có ông để giáo hóa độ cho họ rồi. Nay chúng ta được ngồi đây, tức là chúng ta đã được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa độ từ tôi, cho nên các quý vị tất cả chúng ta đều được Bồ Tát Địa Tạng gieo duyên với chúng ta, độ cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Nay chúng ta được thân người ngồi đây cùng trong đạo tràng này thì chúng ta phải biết đấy là một hạnh phúc, một cái đại sự nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. Mong tất cả chúng ta đừng có bỏ lỡ cái nhân duyên tốt đẹp lớn lao đó, và ít nhất sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta cũng đều phải ít nhất thì lên gặp nhau trên cung trời Đao Lợi, nơi mà Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được vào trong Diệu Pháp Đường
thường ngày để nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp ở trên cung trời đó, gần gũi với Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, làm quyến thuộc của Ngài cũng tốt, cũng rất tốt. Sinh về đó cũng tốt, tuổi thọ 1000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian này, không có bệnh tật gì, không có ốm đau gì, cứ hết 1000 năm tuổi thọ thì chúng ta chỉ được 100 lần đó, thì giống như cái đèn gì nó tắt một cái thì gì, hoặc gần tắt một cái lại đổ dầu vào lại tiếp tục 1000 năm nữa. 100 lần như thế, chắc chắn đến lúc đó là lúc mà Di Lặc Bồ Tát hạ sinh thành Phật, chúng ta gì xuống gặp Bồ Tát, gặp Phật Di Lặc lần cuối cùng và chứng quả, ít nhất cũng phải chứng quả A La Hán hoặc là chứng quả gì Thất Địa Bồ Tát trở lên, và vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, đi lại ở trong gì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Quốc Độ này một cách là gì đường đường chính chính, là một vị gì thánh nhân tự do tự tại, vượt ngoài sinh tử luân hồi. Muốn độ chúng sinh thì chỉ cần phẩy tay một cái thôi là độ được chúng sinh. Hoan hỷ chưa? Thôi.